Đây là bộ quả móc 100 kg. Đây, quả móc này đang là 5 kg. Quả móc này được trừ bị, nó sẽ tắt rồi. Khởi động cần này. Đây, bộ quả 5 kg. Cây quả sẽ được đưa vào trong. Đây là cây chứa quả, cây này được tính riêng, cây này được thiết kế như thế này. Ở bên dưới nó sẽ có một cái tấm đỡ tất cả cái dàn tải của cái quả cân. Ví dụ bạn đặt 50 kg thì người ta sẽ thiết kế độ dày mỏng của cái tấm này khác nhau. Tiếp theo đây là trụ giá đỡ, trụ giá đỡ được ở bên dưới thì được thiết kế to hơn ở bên trên. Mục đích là quả chúng ta sẽ đưa lọt vào bên trong này và sau đó rơi xuống thì nó sẽ khóa lại, nó không rớt ra đất vô. Rồi, đây là cái cây. Rồi bây giờ tôi sẽ trừ xác cho về không. Giờ sẽ test. Đây là cái xét quả 100 kg, vật liệu quả được làm bằng thép mạ kẽm. Quả cần được thiết kế theo kiểu ở bên ngoài nhỏ và ở chính tâm sẽ to. Mục đích là chúng ta sẽ đưa vào cây và khóa lại, làm quả nó không có rớt ra bên ngoài. Còn đây là quả được thiết kế hai mặt. Đây, ở bên dưới nó sẽ nhỏ hơn bên trên, giúp chúng ta dễ dàng lấy quả ra mà không bị kẹt tay. Ở bên hông quả thì chúng ta thấy có một cái nút, đây gọi là nút điều chỉnh. Chúng ta sẽ dùng lục giác mở, chúng ta có thể bỏ vào hoặc là lấy ra để tăng giảm khối lượng của quả cân. Về mặt quả cân thì tất cả các quả được khắc laser số ký. Đây, ví dụ trường hợp quả này đang là 5 kg. Rồi, quả kia đang là 20 kg. Thì trong cái set này bao gồm 4 quả 20 kg, 1, 2, 3, 4, 1 quả 10 và 2 quả 5. Rồi, tổng cộng là 100 quả. Bây giờ tôi sẽ test các quả trên cái cân chính xác hơn. Rồi, đây là một quả. Bây giờ tôi sẽ đưa vào bên trên. Đây là 20 kg được đưa vào bên trong, đã trừ cây. Rồi, tiếp theo là 40 kg nha các bạn. Rồi, tiếp theo. Rồi. Xong 1 kg. Rồi, tiếp theo. Đây, tổng cộng là 80 kg. Rồi, tiếp theo quả 10 kg. Rồi, đây là quả 10 kg. Rồi, tiếp theo là 2 quả 5 kg.
đây 5 kg. Đây, tổng thể là 100 kg. Đây là quả bằng thép mạ kẽm. Đây, các bạn thấy phần đế ha. Tổng là 100 kg, chưa thịt cây, cây là 5 kg, tổng cộng là 105 ở cái set này. Đây là quả đặt hàng theo yêu cầu, quả này không có sẵn.